xin kính chào quý cô chú và chúc quý chú một buổi sáng tốt nha. Là không có xin phép được thưa quý vị và chính xác là em đây đó là hướng dẫn người Campuchia. Là đó là người Campuchia nhưng mà cũng rất là may mắn hôm nay bên công ty đã ra điều em về tới Việt Nam để đón người chúng ta cũng như là đi được tham quan qua đất nước Lào nhưng cũng phải bước qua Campuchia thì cho nên phải cần có hướng dẫn Campuchia về tới đây để đón cả nhà. Và một lần nữa em cũng xin phép được chào quý vị bằng tiếng Campuchia nha. Chùm yêu thương. Quý vị nghe lời chào của người dân Campuchia có khó nói không ạ? Hơi bị khó. Hơi bị khó ha. Và em xin chào một lần nữa. Cả nhà luôn nghe kỹ lời chào cùng em nha. Và lời chào của người dân Campuchia được gọi là Chùm Nguyệt Thua. Chùm Nguyệt Thua. Và nếu khó nói mà có thể chào nói gì thì chạy như tiếng Việt cũng được nha. Có thể gọi là Chùm Nguyệt Thua. Cái này dễ nói hơn. Chính là cách thức chào hỏi của người dân Campuchia. Mà tại sao phải cần có hướng dẫn Campuchia đi cùng? Thì vì lý do là chúng ta đi qua nước Lào. Nhưng có cái là hôm nay quý vị mua Lào mới qua Campuchia. Mà hành trình của chúng ta mình di chuyển tại Campuchia đó, em sẽ nói được cả nhà tổng cộng là 390 km. Thì như vậy là quý vị hành trình của cả nhà mình từ buổi sáng hôm nay đi theo đúng chương trình thì tầm khoảng chừng là 3:30 hoặc là 4:00 mình mới đến được cửa khẩu của Lào nha. Cũng đoạn đường cũng rất là xa. Thì như vậy cái gì bước đến Campuchia thì đi tới đâu cũng có cũng như là nhân viên ở ngay nhà hàng cũng như là ở ngay cửa khẩu người ta sẽ chờ đón mình. Thì cái gì lưu ý giùm em, tức là bây giờ mình thấy người ta chào mình thì mình phải chào lại họ. Mà cách thức em thì rất thưa cả nhà, cách thức chào của người dân Campuchia, người Lào, người Thái cũng tương tự với nhau nha. Và tương tự với nhau hình như là giống nhau luôn chứ là tương tự. Tức là ví dụ như người dân Campuchia họ chào, họ chấp hai tay là như thế này, gọi là chùm rượu chua. Dạ, chùm rượu chua. Còn Lào là cũng chấp hai tay là như thế này, gọi là quấn đi, của lẻ lộn, sapai đi. Dạ, sapai đi nha. Dạ, còn Thái là sờ hoàng đi. Thì có giống nhau ha, tự tưởng không ạ? Nhưng mà họ chắc có hai tay lại như thế này. Và cách thức chào của người dân Campuchia xin phép thưa cả nhà là khác hẳn với cách thức chào của người Việt Tây nha. Khi mà em được về Việt Nam học lần đầu tiên đó, em xin phép thưa cả nhà em chưa biết được tiếng Việt nha. Thì lúc đó em mới thấy người bạn em đưa em về tới nhà của họ, họ chào nha. Thì em chẳng biết người này chào người đó với một giai cấp bậc nào theo phong cách của người Việt. Khi mình gặp người này mình chào thì ví dụ như người nam thì khoanh tay lại ông bà còn mới đẹp có đúng không ạ? Thì như vậy em cũng chưa biết người này đang chào người đó với chai cấp bậc nào nha. Nhưng riêng biệt về người Campuchia sau khi quý vị nghe em hướng dẫn xong đây thì bên chúng ta muốn biết thì chỉ nhìn thôi, nhìn vào những động tác của họ khi đang chào thì như thế là phân biệt được họ đang chào người này với một chai cấp bậc nào từ khi những động tác của họ đang chào. Rất đơn giản quý vị. Ví dụ như em mới vừa bước lên xe này, em chấp hai tay lại như thế này, em để ngay ngực nha, gọi là chùm rượu chua. Đây được gọi là tổng chào. Em gặp một cái cấp bậc lớn hơn một tí thì gọi là anh chị.